Hello mọi người, welcome back to Úc TV. Hôm nay là một ngày quá là đặc biệt. Mình sẽ bắt đầu cái series game show Ai là ngu. Và trong cái game show này mình sẽ xem ai là ngu. Và hôm nay cái chủ đề sẽ là những vật dụng của phụ nữ. Và mỗi lần mà mình đoán sai á, mình sẽ uống nước mắm. Ok. Ok, thì cái game này á, mình sẽ đoán những cái đồ vật của phụ nữ. Và những cái người nào muốn trả lời cái vật dụng đó thì trước tiên người đó phải gọi tên của người đó. Ví dụ như là Ethan biết cái vật dụng đó là gì thì mình sẽ gọi tên Ethan là Harry. Hoặc là nếu mình là Ethan sẽ được trả lời cái đó. Và nếu Harry trả lời đúng thì mình sẽ uống một ly nước mắm. Còn nếu một Ethan... ly, ôi dồi. Ok. Đầu tiên Ethan. Nam. Cái đấy là cái mình dùng nó để cái make up trên cái mặt đúng không? Đúng rồi. Harry. What the fuck? Ở này nhiều quá. Không, đâu có phải uống hết đâu, uống một sip. Ui. Ê, chậm nó là phạt gấp đôi. Ngon. Mình không có nước luôn anh em. Không được uống nước. You okay? What the fuck? Call the police. Oh my god. Kinh khủng quá. Ok. Harry. Cái này để ấy chân mày đúng không? Ấy là gì? Là kiểu mà để cái gì là đắt chân mày đúng không? Nam. Cái gì là đáp án cuối cùng đấy, cuối cùng cái dao này cả cái chân mày đúng không? Đúng rồi. Đi về cuộc đời đúng không? Dao cạo chân mày. Dạ. Uống đi. Tại vì nhà gì? Ok. No. Tưởng tượng này là rượu EXO Hennessy không sao hết. Thôi nói thôi làm nha. Nói trời. How does it feel? Yeah. Oh god damn. I love this game. Bình thường. Ok, mình có thể trả lời anh em trước khi mình làm xong nữa là ai là ngu. Nói chung nè, cả hai là ngu. Vậy mình đã ngu rồi đó. Hình thứ ba, chuẩn bị. Ethan. Fuck. What the fuck? Biết là giỏi á. Làm như 5, talk. 4. Làm như talk đúng không? 2. You use it to hold your hair in place. Không phải, không phải cho hair. Cái này không phải cho hair. 2, 1. Rồi cái này sai. Là kiểu mà để ấy mấy ngón tay dựa dựa ngón chân này vô nè. Sai luôn. Ủa? Thắt bím. Ủa thắt bím hả? À để vô là thắt được bím. À đi French what's the call? Và yeah. Yo 2, 3. Yo. Đây là tập 1 ai là ngu. Và đây cùng là tập cuối cùng. Cuối cùng của ai là ngu. Lát vô bệnh viện. Bởi vì ai cũng là ngu hết. Ethan. Oh. Nipple pad. Ủa tưởng này không biết chứ. Biết. Giơ tay làm gì vậy? Giáo. Oh, thank you. Oh my god, ghê thật. Ôi ôi. Kinh khủng quá. Không nước luôn nha anh. What the dog? Bây giờ Ethan là 2, Harry là 1, có nghĩa là Harry cũng ngu hơn Ethan một chút xíu rồi. Ethan. That, cái nước mà sửa cái trời chim con gọi là dạ hương. Nói đúng hay sao? Đúng rồi. Nước rửa con cá. Đó là tên. Sao cái này nó mặn hơn vậy? May quá là Ethan không có ngu bằng Harry. Sao cái này nó mặn quá vậy? Oh my god, nó ghê thật. Ok, tiếp theo. Thì bây giờ Ethan là 3, Harry là 1.
mà chỉ có 10 cái ảnh. Ok, bây giờ Ethan là 3 rồi đó. Đúng rồi. Harry cảm thấy sợ chưa? Sợ. Nếu vậy Harry mà uống 9 cái với Ethan 1 thì quá là ngu rồi. Không biết mấy cái đầu này, thế là biết mà trả lời không kịp. Anh em mà đang xem ở nhà mấy thằng trẻ trâu, đừng bao giờ chơi game ai là ngu, ok? Giang hồ thật mới chơi thôi, ok? Ethan, đấy là cái plug goes inside the uterus, inside the cervix, to stop being pregnant. Đây là dòng tránh thai. Ủa nó là hả? Ủa nó gì phải biết luôn, tưởng nó là cái dòng chứ. Tội Harry quá. Nhi á, trước khi cuối video thì Nhi phải uống một cái nữa. À, uống thôi. Ethan là 4, Harry là 1. Ủa, tưởng nó hai mẹ biết nhiều. Harry có thể biết nhưng mà không ai nhăn bằng Ethan. Ethan nhăn hơn The Flash. Rồi, cái này chắc 1, 2, 3. Ethan. Đấy là cái pill á, lúc mà mình đã chích nhau với thằng boyfriend của mình. Rồi nó ra trong cái con cặc nữa. Nó cái này á, mình ăn lúc buổi sáng một ngày sau. Nó gọi là morning after pill. Để có thể nếu mà có baby đang floating around, nó bỏ hết luôn. Nó bỏ hết luôn. Trời ơi. Nó đúng hay sao? Sai rồi. Hả? Hả? Không biết luôn rồi, chịu quá trời. Phải đoán đi. Năm. Đoán đại lại chúng sao? Bốn. Thuốc đi, nói chung là thuốc nhưng mà là thuốc thuốc kim cương á. Còn hai bạn á. Thuốc kim cương là gì? Đây là mặt nạ nén. Rồi uống đi. Hắn thằng Nhi cũng biết, không biết rồi. 2, 3, yo. Fuck. Oh. Má nó ghê thật luôn. Hiện tại vẫn là 4-1. Yep. Rồi hãy đi cơ hội gỡ ra gỡ gạt. Cái này không phải là nước mắm bình thường đâu. Ok, Ethan bây giờ vẫn là 4, Harry vẫn là 1. Yeah. Ok. 1, 2, 3. Harry. Yeah. I know it. You know it? Harry. Yeah. Ok, cái này là... You have to guess. No. Vậy thì phải trả lời được. Harry, cái you này know? Là... 4, cái, 3. Sao? Cái điều đó. Cái gì? Điều đồ là gì? Cô giả. Ok, để thấy cũng hợp lý. Đúng không... rồi, massage gì cũng được. Massage cũng được. Đúng rồi. Ok, hai người đúng rồi. Đấy là má... Quá tuyệt vời. Ok, tiếp theo. Ethan vẫn là 4, Harry vẫn là 1. Ok. Rồi, chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Ethan. Cái này là porn grater. Skin, dead skin. Đúng rồi. But you can use anything. Lemon lime. Yeah. Oh, yeah, oh, đúng rồi. Harry. Thường là để dùng cho góc chân đó. Ờ, đúng rồi. Là 5-1. Sao càng ngã nó càng mạnh. Ờ, anh ơi, mỗi lần thì nó còn mạnh hơn đó. Ghê thật. Là 5. Harry là 1. 5 với 1. 2, 3, go. Ethan. Rồi, chứ. Đấy là khi mà phụ nữ có một tuần đặc biệt trong every tháng. Là mình bỏ cái này vô á, lúc mà mình không có muốn mặc pad hoặc là tampon. Mình phải cốc nguyệt sang cho nó vô. Rồi, đúng. Cốc nguyệt sang. Nó cắt trở cái period của mình. Đúng rồi. Cốc nguyệt sang. Thật là... Nhưng mà Ethan không có nói tên, Harry nói tên là Harry đúng. Hả? Ethan nói tên mà. Đâu nói tên. Ethan giải thích. Ethan giải thích. Ethan giải thích thôi. Thiệt thôi, nhưng mà nó chung giỏi thôi cho qua. Nếu mà thiệt thì phải uống luôn. Thôi, để Harry uống nè. Ủa gạch không? Không, nhưng mà thi định trả lời trước rồi. Ghê thật luôn. Nghe chưa? Năm tới tháng. À, mình cũng đang nói trước mà. Đúng rồi. Cái cầu nói không quan trọng mà. Người đầu tiên mà nói không quan trọng. Nghĩa là bây giờ sao hình 7-1 hả? Hả? Hay là 6-1. 6-1. 1, 2, 3. Cái này cũng bên tài đấy. What the fuck? Cái gì? I think I know but không có. Cái này có phải mấy cái để nhét nhét vô. Cái này cái phải để nhét vô. Look, cái shape tôi biết nghe là mình phải bỏ nó vô nhưng mà không biết tại sao nữa. Không, này là kiểu như là từ baby nè tới. Ethan. Cái này á, mình bỏ vô cái chim. Bỏ vô cái chim để nó giãn ra. Bỏ
Mình bỏ nó cái chim. Lý do là bí mật. Ok. Sai. Sai rồi. Fuck. Cũng sai mình thôi. Gọi nhau là anh em một nhà. Trong đầu mình có những cái bài hát nhét vô. Rồi, rồi biết này là gì không? Có ước thề vẫn một lòng nhìn về phía nhau. Bác nói là anh em. Oh my god. Bác. Cái này á là cái dụng cụ á, mà để cho con gái làm cái môi nó đầy hơn á. Hả? Thấy không? Cái dụng cụ để này nó để vô. Xong rồi cái môi sẽ đầy đặn. Cái môi mà hiểu không? Hiểu rồi. Cái cuối cùng rồi, cuối cùng rồi. Ừ, để gì mà. Ok. Hả? Đây là cái hình cuối cùng bonus round. Thì bây giờ Ethan là được 7, đã 6 điểm. Harry được là 1 điểm. Thì bây giờ mình biết là Harry đã thua rồi. Nhưng to make it interesting, cái ly cuối cùng sẽ là một ly thật lớn. Cũng dữ. Alright. Oh my god, my mouth, my mouth. Yeah, okay. Rồi, cái cuối cùng nha. Cuối cùng. 1, 2, 3. Okay. Ethan. Cái này là cái patch để birth control. Miếng dán cho anh Thái. Có luôn. Yes. Có luôn. Đúng rồi, miếng dán cho anh Thái. Sao dán cho anh Thái được? Ai biết đâu vậy, xin cuối cùng. Oh my god, tội Harry quá. Anh em mà chưa biết thì Harry đã là người mà quay video Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, video hát quốc ca, video gì nữa, đéo biết. Nhiều quá. Nói chung thì Harry đã là boss head. Boss number one. Đi quay thôi chứ không biết. Number one camera man, ok. Chịu. Nhưng mà tối nay thì Harry được là ngu nữa. Thôi, này đó, trước khi mời vô chơi cái game mày đã biết là thua rồi. Không biết. Nghĩ là Harry sẽ biết nhiều hơn Ethan. Tại vì đâu là Harry còn đi siêu thị mua đồ cho bạn gái thế này nọ. Mua cô test không có biết mua gì đâu. Đã xếp. Biết cô test là gì không? Có được cô test không? Ok, good job. Và thế là hết tập 1 Ai Là Ngu. Và hôm nay thì mình rất vui khi có thể nói là Harry mới là ngu hôm nay. Ethan chấp nhận. Ethan chịu. Cũng ngu nhưng không có ngu bằng Harry. Okay. Nhi, trước khi mình xong Nhi muốn uống không? Uống cho. Phải uống trong nhưng camera. Quay, uống trên camera. Mình phải. Ok, Nhi uống đi, nhanh lên. Ok, rồi. Nó dễ lắm ấy, Harry ơi. What the fuck? Không bị luôn à? Hơi mặn. Oh my Nhi god. Nhi phải uống nhiều hơn mới được. Harry nghĩ sao? Nhi không? Ngu kinh khủng quá. Ok, thì ra Nhi cũng ngu. Everyone cũng ngu. Ok, cảm ơn anh em đã xem tập 1 TV show Ai Là Ngu. Ok, bye bye anh em. Bye bye. Đi xúc ruột.